của quý tân khách. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm vui lòng liên hệ trực tiếp với camera Lò Anh Nhạc theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.
Amen tên họ Sia Cầu Gơn, rất tình trái kia của bên Bò, bên Mê, bên Hải, bên Yếp, bên Bất Hồ, bạn cả bên đại diện trong phái khuôn sàn và lái sức khỏe, và sẽ thấy cái cực bất sự xấu với bọn hạ thành tà cấp đích đại của mẹ Phi Long. Vâng quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay rất đông toàn thể quý vị quan quý khách quý đang liên tục trở về với khán phòng của đài Gia Đình Hạnh Phúc, nên gia đình của chúng tôi cũng đang bận trong khâu tiếp đón một chút, đang thử thách sự chờ đợi của tập thể hôn trường cưới. Một giờ phút ở đây, giờ phút được mong đợi nhất cũng đã đến. Ban tổ chức chúng tôi cũng trân trọng giới thiệu với toàn thể quý vị quan quý khách quý, rõ đứng chính giữa sân khấu của chúng tôi, cặp đôi nương đẹp nhất, hạnh phúc và dạng người nhất, đó chính là đương kim chú rể công cầu sẽ chuyên cùng của dâu Thu Thủy. Và đương nhiên đứng cạnh dâu rể của chúng tôi chính là đại diện hai bên gia đình, Gia Đình Hạnh Phúc của chúng tôi. Giờ phút này ban tổ chức trân trọng kính mời đại Gia Đình Hạnh Phúc, chúng ta xin gửi lời chào tới để hôn trực cưới bằng một cái cúi chào thật sâu. Kính mời tất cả quý vị dành một tràng pháo tay lớn để chào mừng. Sau kính thưa tất cả quý vị đoàn viên khách quý thân mến, tự nhiên điểm đến của một tình yêu đẹp đó chính là sự gắn kết giữa hai tâm hồn, hai trái tim hòa làm một. Và đến giờ đến ngày hôm nay đây là ngày lành thánh tốt, một ngày cực kỳ tuyệt vời nhất của đại Gia Đình chúng tôi. Thứ bảy ngày 24/6/2023, chúng ta đang có sự hiện diện đặc biệt nhất tại tư gia của gia đình nhà gái chúng tôi, là gia đình của bà Quang Thị Hòa, địa chỉ đội 2, bản Nông, xã Đông Lũng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, cùng với một lý do duy nhất, đó chính là tham dự đại lễ Vũ Quy và nâng lên những ly rượu mừng hạnh phúc, chúc tương lai dành cho chú rể công hậu, sinh duyên cùng của dâu Thu Thủy. Và với sự hiện diện đặc biệt đông đủ của toàn thể quý vị, quay quý chị các bậc trẻ nam với thanh niên, đó chính là món quà vô cùng to lớn và ý nghĩa dành cho đại gia đình hạnh phúc chúng tôi. Xin mời kính thưa toàn thể quý vị có bác chị xin chào và kính mến. Người ta thường hay nói ngày nào vui bằng ngày vui hạnh phúc, khung giờ là đẹp bằng khung giờ lứa đôi. Tôi để cho chú rể đêm qua phải tất cả ba canh, mong sao cho đến giờ lành trưa nay mà trên đây thì trời đất đắm say để cho muốn họ về đây xung vầy. Và ngày hôm nay được sự nhất trí của chính quyền địa phương nơi sở tại, thưa các cụ, các ông, các bà,
cùng cô dì cô bác, cũng thưa các vị đại biểu đại diện cho đảng chính quyền địa phương. Hôm nay rất vinh dự cho rằng chúng tôi lên Điện Biên để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thay mặt cho họ nhà trai có lời xin chân thành cảm ơn cái việc tiếp khách rất chú đáo của gia đình và mến khách. Thay mặt gia đình tôi đã xin một lần nữa xin chân thành cảm ơn và cảm xúc các cụ công bà mạnh khỏe hạnh phúc, chúc hai cháu trong năm hạnh phúc, xin chân thành cảm ơn. Tôi xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu vô cùng ý nghĩa của đại diện phái đoàn nhà trai. Xin mời quý thưa toàn thể quý vị các bác chị trân trọng và kính mến. Và ban tổ chức chúng tôi rất vinh dự cho xin tổng thuận đến từ xã Thanh An, MC Lò Thị Kiên đến từ mảnh đất Mường Nhà, được dành gia đình tin tưởng và ủy quyền cho làm ăn tổ chức cũng là thay mặt cho đại diện gia đình nhà gái có đôi lời phát biểu cho toàn thể quý vị. Sở trên tay đài qua mẹ tin đồng bản xuống hạt bánh ngay bên nó. Cái địa làn cả chim lo thì tiền các bài xin tăng tuần. Cái này muôn mắc cơm chờ này mắc kẹt tỏ mỏ muôn tật chuôn sường. Mà đi cả ba món họ này có dạy bản đồn ba ở chuôn sường. Cái này quán chơi chơi tô làn cả sở chiêng. Sở chiêng người trưởng phủ trần lì. Chiêng vị thử phủ trần quần. Chiêng phủ trang tránh sẵn lại bản bước đến mỏ. Sở chiêng sư mỹ tràn rồng sẵn lừa cơ mẹ đang tiền. Sở chiêng sư mai thành niềm tuổi sầu sao sàn sao cơ bà. Nhang châu cầu lăng quốc gia tán ai sầu phái chưa lên có giờ tìm táo bản táo huống. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
họp xuất chùa bàn tươi. Xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể của chúng ta sẽ cùng nâng chén rượu. Xin được trân trọng kính mời. Chúng ta được tổ chức cho ở sòng phái phu xà tận nay nó chưa hào khăn xịt sờ xịt sức sờ sờ xịt sờ thì đã có phản ứng hướng tàu lưu đàn với tăng sạc gì kỹ cưng đã được sạc mà và nó có sức khỏe tại đảo thế mới đi chúng cho một mẹ bị đồng hồ phần này hào khăn mặn dứt ngứt phi sẽ khẩu nhức khẩu nhờ phì lì nhưng bị khổ hoài phát chờ không nướng ngứt chỉ để hào cái căn hóa tuổi hoài sâu bị phân mẹ bị đồng hồ một mẹ bị đồng hồ chúng sẽ lỏng phân mẹ chương ngày hôm nay, cô dâu chú rể chạm chén để cảm ơn đại diện hai bên gia đình sẽ tác hợp để ngày hôm nay đây có một đại lễ vui cực kỳ tuyệt vời nhất. Khi mà tôi để hôn trường cưới, chúng ta sẽ cùng nhau uống cạn ly rượu để mừng ngày phúc chúc tương lai cho cô dâu chú rể ạ. Xin kính chào tất cả quý vị và quý khách quý thân mến. Mặc dù tình cảm của gia đình chúng tôi là rất rất nhiều, nhưng bởi vì thời gian chờ đợi của tất cả quý vị đang rất có hạn để mà tổ chức muốn rằng chén rượu thứ hai sẽ là chén mà đại diện gia đình trở về từ bậc tiền trạm trực tiếp tất cả quý vị và quý khách quý. Một giờ phút ở đây kính mời hai bên thông gia sẽ dành cho nhau những cái bắt tay thật chặt nhất. Kính cảm ơn vị trưởng đoàn đại diện của gia đình nhà trai. Chúng ta sẽ cùng bắt tay nhau và vị trưởng đoàn sẽ trở về vị trí danh dự của mình tiếp tục cưới tiệc ạ. Rồi là hai bên tham gia sẽ cùng bắt tay nhau để thắm tình sâu xa là cầu nối nhịp duyên giữa hai mảnh đất Điện Biên, Hải Dương, Điện Biên mãi mãi được bền chặt. Kính thưa toàn thể quý vị có bài trí trân trọng và kính mến. Và ngày hôm nay ngày vui ngày quốc trọng đại của đôi vợ trẻ thì những bậc làm cha làm mẹ cũng như là những người thân yêu nhất của cô dâu chú rể có món quà để gửi tặng đến hai con hai cháu thân yêu trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời món quà của mẹ cô dâu có món quà để gửi tặng đến trong buổi trưa ngày hôm nay. Rất là niềm vui, rất hạnh phúc và sự phấn khởi của đại gia đình hạnh phúc của trưa ngày hôm nay. Thay những lời chúc tốt đẹp dành cho chú rể và cô dâu, chỉ là món quà cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ ý nghĩa mang đậm giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần sẽ được gửi tới dâu hiền và dì thảo chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Thì trên sân khấu là một món quà cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ lung linh, cực kỳ ý nghĩa nhất mà người mẹ của cô dâu đã tích góp và đương nhiên rất cực kỳ kỹ càng trong buổi trưa ngày hôm nay. Một đại lễ vô quy tuyệt vời nhất đem ra để tặng cho cô con gái yêu quý của mình trước khi về nhà chồng. Và đúng là hôm nay pháo nổ quá trời, mẹ tặng hai đứa một lời vàng son rằng dâu hiền dễ thảo nha con, và cùng cho mẹ sớm hôm tới kề. Và đây chính là chiếc trò nhỏ tấm lòng son mẹ tặng bà để nuôi con sau này gắng sinh một gái một trai, nuôi con khôn lớn thành tài mẹ vui. Xin cảm ơn món quà đến từ mẹ của cô dâu. Xin được trân trọng kính mời món quà đến từ bố mẹ của chú rể ạ. Bố mẹ của chú rể cũng có. À dạ vâng, mẹ của cô dâu còn có món quà để tặng đến con rể thân yêu của mình trong ngày vui ngày phúc trọng đại của hai con. Xin được trân trọng kính mời món quà từ mẹ của cô dâu. Dạ vâng, đúng là nhà gái hôm nay mừng sinh hào do từ giờ phút này trở đi gia đình của bà Quang Thị Hòa nói riêng và tại bản Đông xã Đông Lương huyện Điện Biên nói chung có thêm một chàng rể quý, một chàng rể cực kỳ điển trai mang tên Công Hậu đến từ mảnh đất Kim Thành Hải Dương. Xin được trân trọng cảm ơn món quà và tình cảm của mẹ con dâu. Xin được trân trọng kính mời món quà từ bố mẹ của chú rể. Giáo tử là công ơn nghe nặng sinh thành, mừng tình cha như mẹ nuôi anh một đời. Dù mai lưu lạc muôn nơi, lòng con ghi khắc những lời mẹ khuyên, mà gắng nên con hiếu cháu hiền, đã công cha mẹ dạy truyền bao năm. Mà dẫu dù mưa gió tháng năm, công cha như mẹ mãi nằm chăm con. Giáo tử thư tử có vị cứ đúc là công cha thì hơn núi Thái Sơn, mình nghĩ mẹ hơn nước trong nguồn chảy ra. Dù trong biển rộng bao la, làm sao sánh được mẹ ta sẽ đời. Dù cho núi Thái cao vời, làm sao sánh được một đời ơn cha. Và cần đúng là nhà gái đã ân hoan mừng dề thảo thì nhà trai của chúng tôi cũng sẽ phấn khởi đón nàng dâu hiền dâu thảo mang tên Thu Thủy trở về làm dâu làm con của mảnh đất Hải Dương. Xin được trân trọng kính mời món quà từ gia đình chị Nga có món quà để gửi tặng đến hai em thân yêu trong trưa ngày vui ngày phúc đặc biệt này. Xin được trân trọng kính mời.
Dạ vâng, món quà từ gia đình của chị Nga sẽ được đại diện của gia đình chị là mẹ của chị sẽ thay mặt cho chị Nga gửi tới hai em thân yêu cho buổi trường ngày vui hạnh phúc đặc biệt ngày hôm nay. Con số chị kinh thầy có mẹ kinh động đã biết làm một quả một đi nọ không muốn khóc chết cười khóc đắt bằng hô một đi ô của bên phò bên mê ở bên ai bên ít bên phi bên ông của bà bớ có vi trượt lệnh sành hùng với vi ngất ngón khóng phách vi cắp lạnh khóng choi cả ông sống khá ở cười hàng phở phách sẽ cho bởi trái cười đắt bằng hô này buồn khút bên đà đi lụ nhích chay khẳng chẳng kép vào đại hạc cả tàu của đại phách cả tàu của đó. Xin được thay mặt cho cô dâu và chú rể xin được gửi lời chúc sức khỏe tới gia đình chị và bác. Xin được chúc cho gia đình chị và bác thật nhiều sức khỏe và luôn được là điểm tựa cho hai con, hai cháu và hai em sau này. Xin được trân trọng cảm ơn. Vâng, với những món quà thật nhiều đặc biệt nhất đến từ những người thân yêu của cô dâu chú rể và đương nhiên toàn thể quý vị đang có mặt tại khán phòng của gia đình chúng tôi đều đã dành cho cô dâu chú rể một món quà đặc biệt có thiếu hạnh phúc của gia đình chúng ta. Gracias por ver el video.